Rồi, xin chào các em nhé. Hôm nay thầy sẽ giải cái bài tập số 3. Thì bài tập này cho chúng ta hai cái bảng là calorie. Cái bảng calorie này hôm trước chúng ta đã làm các cái hành động là thêm, xóa, sửa, xem chia tất cả rồi. Thì chúng ta sẽ làm cái bảng thứ hai là bảng product, để chúng ta lấy các sản phẩm của product và sản phẩm product theo calorie. Là chúng ta có các câu này. Đầu tiên chúng ta tạo cái số liệu như hình trên, thì các em sẽ tiến hành tạo cái bảng product, và chúng ta có những cái trường như sau: product ID, product name và cái kiểu dữ liệu của nó. Product ID là khối chính, không được phép null, và ở đây thì tạo cho nó tăng tự động, cho nó tăng tự động ha. Và để tăng tự động trong SQL Server thì chúng ta sẽ chọn nó, và chúng ta chọn, ta kéo xuống property như này thì sẽ có identify, identity, và chúng ta chọn identity là yes thì nó sẽ tăng tự động cái trường đó, tức là cái trường đó chúng ta không phải phải nhập mà nó sẽ tự động tăng. Rồi product name, kiểu dữ liệu Unicode, Navajo string, chuỗi string, chuỗi chuỗi, mô tả giá, đường link của hình, rồi là khóa ngoại của cái bảng calorie ID, calorie với calorie ID là khóa ngoại, rồi khóa ngoại của bảng seller, rồi số lượng và tồn kho. Rồi phần database chúng ta đã xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ có sử dụng cái process mà chúng ta làm hôm trước cho cái bảng calorie, chúng ta phát triển thêm, ta tạo mô đồ, chúng ta tạo mô đồ. Tiếp theo là chúng ta tạo model, product model, rồi sau đó chúng ta tạo phần tầng DAO, tầng service và tầng controller, tầng view, để chúng ta thực hiện các câu này. Để chúng ta sẽ ví dụ như ta lấy một cái nè Java resource, Java thì DAO, chúng ta có model ha, model carry, cái carry chúng ta làm rồi. Thì giờ chúng ta sẽ tạo một cái mô đồ mới là cho cái phần product, ta đặt là product mô đồ, để khi chúng ta gọi ra cho nó dễ. Và trong robot mô đồ này chúng ta sẽ implement tới seriable, ta cho nó một cái số hiệu, ok. Cái này người ta đã làm rồi đó. Sau đó chúng ta tạo các cái biến trong database với cái tên, và khi chúng ta đặt tên thì chúng ta sẽ thường đặt tên thường, chữ thường, ví dụ này traverse in thì product, thì chúng ta sẽ đặt bắt đầu là chữ thường này product, rồi sau đó ta sẽ có thêm viết khoa. Đấy. Thì có nhiều bạn đặt cái chữ đầu tiên viết khoa, thì lúc khi chúng ta ra view, chúng ta gọi ra thì nó lại không, nó không truy vấn được. Đấy, tức là cái biến này khi nó tạo ra, sinh ra cái biến thì nó sẽ sinh ra một cái ký tự thường mới đạt. Ký tự đầu tiên là thường ha, chúng ta lưu ý ta đặt tên drivers string. String product name. Drivers string description. Yeah.
Emission drivers in right drivers trim in main link in main link là ta lấy cái link coi rồi drivers in category category ID lấy cái lưu trữ cái khóa ngoại cho cái bảng category rồi là drivers in seller lấy cái khóa ngoại của bảng seller người bán drivers drivers in amount và drivers in stock chúng ta còn lấy trường 2, 4, 6, 8, 9 trường ha 9 trường trong database của chúng ta là 9 trường đây 2, 4, 6, 8, 9 rồi ok tiếp theo là chúng ta tạo constructor constructor thì đây thì tạo constructor không tham số trước để chúng ta truy xuất các cái trường các cái biến trong cái constructor này và thứ hai là tạo constructor thứ hai là đầy đủ tham số để khi chúng ta cần chúng ta truyền cái tham số thôi cho nên khi chúng ta tạo constructor các bạn thấy nó sinh ra những cái biến có thứ tự này rồi nếu các bạn ban đầu chúng ta đặt chữ hoa thì lúc này nó sẽ tự động nó tạo cái biến và khi chúng ta gọi ra trong view là ta gọi biến này lưu ý ha rồi tiếp theo là chúng ta tạo setter và getter ta bỏ cái biến đầu tiên ra biến nó không có tác dụng trong quá trình getter setter đó và nếu chúng ta muốn test dữ liệu thì chúng ta có thể test dữ liệu mà không cần cái view thì chúng ta có thêm cái toString để chúng ta nó sẽ định dạng theo các trường của cái này đó toString rồi đây chúng ta có thể viết thêm các cái công thức khác nếu cần xử lý về cái mô đồ ví dụ ghép dữ liệu nào đó ghép các trường lại với nhau thì không vâng chúng ta có thể viết thêm tạo thêm getter setter để chúng ta truy xuất rồi cái tiếp theo là chúng ta sẽ viết down thì đầu tiên ta sẽ viết cái interface erodus down rồi đây thì trong này chúng ta sẽ tiến hành khai báo các cái phương thức thì trong bài tập ta có phương thức là list product model product model và chúng ta sẽ có là file lấy ra tất cả sản phẩm của product và cái phương thức thứ hai là list product và lúc này ta sẽ có là file product by category tức là sản phẩm theo category và lúc này ta đưa truyền vào đó là cái key ID hoặc ta đặt ID tức là chúng ta truyền vào đây là cái key ID ra key ID đó ta truyền vào đó là một key ID để chúng ta nhận về một cái danh sách các sản phẩm của key ID đó và đây chúng ta có insert product rồi là update product thì tương tự chúng ta sẽ làm sau rồi sau khi download xong thì chúng ta sẽ tiến hành tạo chúng ta tiến hành tạo cái element rồi sau khi chúng ta có cái hai cái phương thức tạo thì bắt đầu ta sẽ tạo cái element cho nó ha một cái class và ta đặt là product
down implement. Và lúc này thầy sẽ implement tới cái y product down. Và lúc này nó báo ra có các cái phương thức mà nó chưa được implement, thì chúng ta bấm add implement vô. Ta có hai cái phương thức là file on và file. Vậy chúng ta sẽ tiến hành viết ha. Đầu tiên chúng ta sẽ có muốn là string SQL để chúng ta lấy câu query select, đâu lấy hết toàn bộ select sao from product. Rồi chúng ta sẽ lưu vào nó một cái list. List new write list. Rồi chúng ta đưa vào try kết đến là nếu có lỗi buồn vàng và xử lý lỗi. Cái đầu tiên là kết nối cơ dữ liệu, chúng ta tạo đối tượng connection. Và đối tượng này sẽ lấy cái lớp DB connection mà mình đã viết trước đó. Get connection. Cái nó cần dữ liệu. Thế này nó bảo chúng ta import cái connection vào. Là chúng ta lấy import là java.sql ha. Rồi tiếp theo là repair attachment. Cũng là của java.sql. LBS nó bằng cons.repair attachment và đưa câu phát biểu SQL trên miếng SQL này. Được không? Tiếp theo là chúng ta sẽ có resources và chúng ta sẽ có bs.sqlquery và thi câu lệnh. Sau đó chúng ta có được cái resources rồi thì chúng ta sẽ đọc cái resources ra bằng while resources.net. Ta đọc từng cái record, từng dòng trong resources và chúng ta sẽ tiến hành khởi tạo đối tượng bằng new product. Rồi sau đó chúng ta gán dữ liệu cho các cái thuộc tính trong đối tượng này. Set product ID thì nó sẽ nhận từ resources.getin. Ví dụ ở đây chúng ta có thể ghi là tiêu đề cột hoặc là số thứ tự cột. Ví dụ đây thầy ghi số thứ tự cột thì ghi số 1 đúng không? Cột đầu tiên là product ID. Cột tiếp theo là model.productName, set productName và rs.getString. Cột số 2. Đó. Rồi model.set. Cái thứ ba là description. Description và rs.getString. Và chúng ta có là số 3. Hãy chúng ta coi các theo thứ tự của bảng table nè. S 1 2 3 4 description right tới invalid đúng không? Model.set in set right thì ta sẽ có rs.getin số 4 model.set in mapping mình sẽ có là rs.getin số 5. Rồi tiếp theo là carry ID cell và mount đúng không? Model.set carry ID đó. Và rs.getin số 6.
model.setcellular.id.rs.get.in số 7 model.setAmount.rs.get.in số 8 model. Thì cái đối tượng model này chúng ta có 9 stop rs.getIn số 9. Sau khi chúng ta đưa dữ liệu vào model rồi thì chúng ta sẽ add vào list list.s model và chúng ta trả về return nó về list. Mà nếu nó bị lỗi thì chúng ta sẽ trả nó về một cái lỗi. Đó là phần file on. Thì giờ cái phần file by id thì tương tự nhé. By id thì thầy sẽ lấy cái đoạn này xuống đây. Đấy. Và lúc này lấy tất cả và chúng ta sẽ có where category id đó, category id nó bằng dấu hỏi, bằng dấu hỏi tức là tham số đưa query nào thì nó là sản phẩm đó. Thì lúc này trước khi chúng ta thực thi có câu lệnh query thì chúng ta sẽ có ps.set in với tham số 1 và chúng ta sẽ đưa cái id vào, đưa cái biến này vào ra. Rồi sau đó ra được một cái danh sách, nó ra được danh sách và chúng ta cũng đọc danh sách. Thì trong đó trong đó chúng ta kiểm tra cái KD của các bảng này nó có phù hợp với nhau hay không. Thì chúng ta sẽ gọi cái eCarry đấy. eCarry gọi cái eCarry down, gọi cái eCarry down hay đâu thằng view hay video element. Thì chúng ta lấy cái hàm file one đó, chúng ta sẽ tiến hành ở đây chúng ta sẽ tạo đối tượng, chúng ta lưu trữ cái đó model, đặt model 1 đi, model 1 new hay model, không phải new hay model mà cái này nó sẽ lấy từ đâu, nó sẽ lấy từ cái cây đao chấm file one và chúng ta sẽ đưa vào đó là ns.getin và lúc này chúng ta sẽ đưa vào đây là bây giờ bên này thì thầy sử dụng cái tên đó, dùng cái tiêu đề cột carry đó. ID bằng 1, ví dụ chỗ này thì không thích dùng tiêu đề cột, dùng số thứ tự cột thì thầy sẽ dùng tiêu đề cột là Rodas ID, tiêu đề cột của nó ha. Cái này là Rodas name. Đấy, ví dụ thầy làm Rodas name. Thế tùy theo các bạn ha. Khi chúng ta dùng tiêu đề cột thì chúng ta có thể dùng không theo thứ tự cũng được. Còn theo đã theo thứ tự thì theo thứ tự từ trên xuống 1 trái ha, từ trên xuống trái ra phải. Cái này là description. Rồi cái này là write. Cái này là invalid. Cái số 6 cái carry này thì thầy sẽ lấy từ model 1 chấm get key đi ra. Thì số 7 cũng vậy, cái seller này chưa biết cho nên giờ tạm thời là thầy sẽ lấy từ seller ID. Số 8 là thầy sẽ lấy từ amount. Số 9 là sẽ lấy từ stock. Đấy thì sẽ dùng tiêu đề. Thì hãy xong thì add cho cái model. Rồi.
Rồi, bây giờ mình viết một cái hàm để mình test đi. Mình test cho mày trước ha. Viết cái hàm mình test cho mày trước. Hàm main. Hàm main. Ha, mình test cái hàm main này trước. Thì bắt đầu tiên mình sẽ chọn irodus. Irodus down. Ra. Rồi down. Nó sẽ bằng new. Irodus. Down nên mình tức là sử dụng cái hàm trong này. Và chúng ta sẽ có một clip đối tượng RS model. Và chúng ta đặt cái list luôn. List. Chúng ta sẽ gọi rodao.fileon. Ha, fileon. Để ta coi thử. À, rồi sau đó ta viết signal. Signal. Control bay ta ra signal. À, và chúng ta viết vào đây là list. Đấy. Thì giờ ta chạy thử thì nhờ cái hàm blueprint ta chạy apply java application á. Đấy thì nó ra đó. Thì đây chính là cái nhờ cái blueprint ở trong trong cái model đó nó lấy ra cái dữ liệu. Đó, đây là lấy ra tất cả được ha. Rồi ok. Giờ ta sửa cái này thành là file đó. File by carry. Đấy và ta đưa vào dữ liệu số 3 đi. Ta lấy carry số 3 đi. Chúng ta chạy thử cái file product carry với cái dòng này chúng ta chỉnh làm xíu ha. Và giờ ta viết cái hàm và chúng ta chạy thử đó, ta chạy thử ha. Thì lúc này nó sẽ load ra được các cái carry số 3 ra carry số 3 ha. Carry số 3 này. Đó ok. Rồi đây phần đào chúng ta xong. Phần tiếp theo là phần service. Làm tương tự ha. Viết interface i product product service. Đó là tầng VCLIP. Thì lúc này chúng ta cũng có hai cái phương thức. Thì ta lấy trên rồi down thì mình quăng qua cho nó nhanh ha. Rồi. Lúc này chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái element, class element. Product. Service. Implement. Và lúc này chúng ta thực thi implement nó tới cái i product service. Thì cũng tương tự nó sẽ kiểm tra các cái phương thức chưa được thực thi, mình bấm vào mình thực thi nó. Thì đây mình sẽ thực thi các cái phương thức ở hàng down thì mình sẽ gọi cái i product down vào product new product down element. Và lúc này mình sẽ gọi nó là rodao.fileon ha. Rồi cái này mình sẽ gọi là rodao.fileby.carry đưa vào carry. Ok. Bỏ cái dòng comment này đi. Rồi. Sau cái tầng select này thì mình tới cái tầng controller. À, controller. Thì mình sẽ viết một cái last controller là Rodus controller. Controller thì ta làm tương tự, chúng ta extend đến HTML sublet cho nó một cái số series. Và lúc này mình sẽ gọi i Rodus service row service bằng new product service element. À, giờ mình sẽ có do get.
Rồi mình sẽ viết bên này là một cái annotation web servlet button list list product. Đấy, và mình lại xem file on ha. Rồi mình sẽ có một cái ví dụ như là file body, file role, by case, ví dụ vậy. Rồi mình lấy cái controller, mình lấy cái đoạn khai báo này cho nó nhanh qua. To get, mình URL cho nó. Này mình sẽ là list. Thì cái little dust thì nó sẽ trả về cái carry little dust đi. Tính gì đi. Còn cái này nó sẽ trả về cái file carry. Đặt vào cái tên này luôn. Đó, người ta ông họ khỏi đặt hàng được. Quyết thẳng vô này luôn. Thì trên cái này mình sẽ có một list products, đúng không? Product model list đi. Nó sẽ bằng ProService chấm file on sau đó mình sẽ đẩy cái list này ra ngoài bằng request chấm set attribute list role đi. Đây là list, đẩy cái list ra. Đấy, đẩy ra cái view này. Ok. Rồi. Còn bên này mình bắt đầu mình sẽ nhận cái miếng miếng ID đúng không? Miếng ID. ID này là yến in đi. Đúng không? Đó là kiểu in. Integer.bar. Và mình sẽ có request.get parameter của ví dụ như mình đặt là KID đi. Đấy. Rồi sau đó mình cũng sẽ có cái giống ở trên này. Đấy. Mình thu nhận được cái thằng này. Rồi mình sẽ ví dụ đặt này list 1 đi. Đặt list 1 đi. Và chỗ này list list row luôn đi. List row cũng được ha. Rồi. Cái này mình sẽ là file by carry và mình truyền cái ID vô. Xong có ID xong đẩy vào đây, ra cái list rồi luôn, đẩy tới đây. Rồi thì cái mình sẽ tạo cái file này. Đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ vào cái view. Để vào view. Cái này đã làm decorator rồi ha. Thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái thư mục là products. Products. Và trong products chúng ta sẽ list cái lấy cái list carry này chúng ta copy qua chúng ta sửa. Sửa rename nó lại là cái tên đặt trong cái list products. Và chúng ta mở nó lên, chúng ta sẽ tiến hành sửa ở đây. Chúng ta không có trả về đúng, chưa trả về đúng sai đúng không? Thì chúng ta sẽ bỏ cái dòng đúng sai này đi. Rồi. Các cái update này chúng ta cũng chưa xài. Chúng ta chỉnh lại cái trường, các cái trường theo cái bảng tương ứng 2, 4, 6, 7 cái nữa.
name description. Rồi description xong rồi tới write. Write tới email. Email link xong tới category ID. Rồi tới seller ID. Rồi tới amount. Và cuối cùng là stock. Đấy, thì cái này chúng ta sẽ nhận từ lead pro đúng không? Lead pro. Và chúng ta sẽ gọi product ID. Product name. Đấy. Rồi cái này là email link đó. Thì chúng ta sẽ copy cái này là các số cột tương ứng. 2, 4. À, chúng ta sửa lại ha. Cái này là description. Cái này là write. Rồi email link. Cái này là key query ID. Seller ID. Rồi amount. Stock. Hai bốn sáu tám chín đó. Rồi dưới này là update thì chúng ta có thể chỉnh trước thôi, để ta viết cái rồi đó sau, update rồi đó sau, ví dụ rồi đó update đó. Rồi này rồi đó update. Rồi chỗ này item người ta sẽ có là rồi đó ID đúng không, rồi đó ID, rồi đó ID. Đó, lưu lại. Rồi bây giờ để nó hiển thị ra được cái danh sách này thì chúng ta mở cái list query lên. Chúng ta sẽ truyền cái tham số vào. Đó, ta truyền, ví dụ ta ở đây thì sẽ lấy cái tham số này. Thì truyền vô chỗ key name đi ha, chỗ key name. Đó, thì truyền vào đây, key name. Thì chỗ này nó sẽ đẩy tới đâu? Nó sẽ đẩy tới cái... list. Đẩy tới đây, đẩy tới cái này. Đây, đẩy tới file đây. Ok, đẩy tới đây. Đó, đẩy tới đây. Và nó truyền qua là KID đúng không? KID, tham số KID trước khi mình nhận và mình lấy cái miếng KID này. Đó. Rồi ta đóng cái con này, ta đóng cái thẻ A lại. Ok. Đây là cái link, khi bấm vào link thì nó sẽ trả về cái danh sách carry của cái danh sách sản phẩm của carry đó. À, thì ta chạy cái carry control trước, carry controller hôm trước ta làm trước, ta chạy nó trước. Các bạn nào chưa làm cái carry thì phải hoàn thành cái carry để chúng ta mới có cái lô đất. Vậy đây là danh sách gallery đúng không? Ta bấm vào cái này, nó sẽ trả về. Các bạn nhìn thấy góc trái bên dưới chúng ta có là file raw KID đó, bằng 1. Thì khi ta bấm vào đây thì nó sẽ ra danh sách. Rồi giờ là nó đang báo lỗi cái này sai chỗ này. À, do cái đường link. Để qua đây thì chỉnh lại chút. À, chỗ này chỗ cái raw dot controller để thì copy mà thầy chưa sửa lại. Chỗ này đó là raw dot đúng không? Raw dot. Rồi, giờ thầy sẽ quay lại nha, thầy request nữa là cái. Rồi, thầy thử ấn lại nha. Nó đang báo lỗi gì đây, dòng thứ 32, dòng thứ 32 là email link, thầy có cái
thì gõ sai cái dấu, có thêm cái này, nó tìm không thấy cái đấy, email link cái trường này. Rồi đây thì bấm duyệt lại đó, thì nó sẽ ra được cho chúng ta cái bảng, và ta coi cái carry nó đang bằng 1 đúng không, thì tất cả nó là bằng 1 là ok đó. Rồi bây giờ ta quay ta bét lại, ta bét lại chúng ta bấm cái số 2 nữa kìa, cái số 2 thì nó ra cái carry số 2, ok carry số 2 đó. Rồi ta bấm lại ta ra cái số 7 đi, carry số 7 đó, thì nó sẽ có cái số 7 2 cho được. Ok, đó là cái bài tập của buổi hôm nay nha. Thì các em thì cho các em xem lại cái các cái đầu tiên là chúng ta tạo mô đồ, tạo cái biến mô đồ, sau đó chúng ta tạo constructor, getter và setter, ok, to train data test dữ liệu. Rồi tiếp theo là tạo DAO. DAO thì chúng ta sẽ có hai cái phương thức là coil và firebind carry. Sau đó chúng ta tạo cái rồi đó class, cái class và chúng ta implement cái DAO đó. À, sau đó chúng ta gọi cái carry DAO ra để chúng ta lấy so sánh các cái ID nó trùng nhau. À, ta gọi firewall, fireon thì ta lấy cái rồi đó ra thôi. À, ở đây thì thầy dùng cái số thứ tự cột của thầy gọi ra. Thì còn dưới này thầy có thể dùng cái cách khác là dùng hai cái ha. Thầy dùng cả hai cái trong cái bài này để các bạn hình dung hiểu được là cái này có thể là tiêu đề cột hoặc là số tự cột. Thì đây thầy sử dụng cái thầy gọi cái hàm firewall trong cái carry down. À, trong cái carry down ra. À, thì cái hàm firewall này nó nằm trong cái carry down trước chúng ta đã làm rồi. Đây hàm firewall này. Ra. À, là chúng ta đã lấy được một cái đối tượng carry ra. À, ta lấy nó ra xong đó ta đi so sánh. À, tạo cái mô đồ và ta gắn cái carry đó là ta quăng vào cái trường carry ID ở đây. À, và chúng ta test bằng cái hàm main. Test hàm main. Ok. À, rồi sau đó chúng ta tới tầng service. Thì ta cũng làm tương tự cái tầng DAO, ta sẽ tạo ra hai cái phương thức đó. Và chúng ta tạo cái lab là element đó rồi. Thì cái phương thức ở trên này là interface nhé. Interface này. Interface. Còn cái phương thức element là last, tạo đối tượng last ra, gọi hai cái phương thức mà chúng ta tạo ở trong cái DAO ra. Thì bước tiếp theo là tạo controller. Thì controller ở đây chúng ta tạo controller, robot controller. Thì thầy sẽ gom tất cả các cái hành động vào trong một controller, cho nên thầy sẽ có nhiều cái UL. À, UL này, và thầy dùng cái biến request URL hoặc là URI để kiểm tra cái URL đó. Như vậy nếu là list robot thì nó ra được cái danh sách list robot này. À, còn nếu là list key thì tìm file robot by key thì nó sẽ gọi cái hàm file robot ra và nó đưa ra cái biến list robot. À, đưa ra đâu? Đưa ra cái trang GB này. À, trang GB. Vậy thì bước cuối cùng là chúng ta thiết kế cái trang GB đó, thiết kế trang GB và chúng ta chỉ thiết kế cái nội dung thôi. Tại vì cái phần này chúng ta đã làm về cái web submit rồi, submit rồi, nó layout submit rồi, thì ta sẽ lấy cái nội dung rồi ở đây với cách trường tương ứng, còn cái biến link role trong kia trả về, ta trả về tương ứng update và delete ta chưa viết, nên ta cứ đỡ link sẵn rồi khi ta viết thì ta khỏi có chỉnh cái link này. Rồi sau đó giờ chúng ta muốn gọi ra cái danh sách này thì chúng ta sẽ qua cái controller của Calory. Nó xin lỗi, không phải cộng lên mà là cái view list calorie. Thì trong list calorie này chúng ta sẽ xem chi tiết các sản phẩm của calorie đó, thì chúng ta tạo cái đường link và chúng ta gọi tới cái URL và ta truyền vô lại key ID. Cái biến key ID này là chúng ta truyền vào cho cái product controller. Nó nhận ở đây key ID ở đây đã controller ở ra, và chúng ta truyền vào key ID. Ok, vậy là ta xong cái bài của chúng ta. Thì chúng ta lại xin chào các em ở những video sau nhé.